xây nhà thì ở nhá. Nhưng mà biết sống được bao nhiêu. Mọi người ơi, vậy là mình đã và đang thực hiện được một phần ước mơ của mình và gia đình mình, đó chính là xây được một căn nhà mới. Ba. Ui. Ngủ à? Thế nào này, ốm mới khỏe? Khỏe. Đã khỏe rồi. Nhìn cũng hơi ốm lại. Xây nhà thì ở nhá. Nhưng mà biết sống được bao nhiêu. Sống bao nhiêu gì, một ngày cũng được chứ, ở nhà mới thì... Tiền ở đâu thì trời. Mấy tháng thôi nhá. Hai tầng nhá. Hay mấy tầng? Thôi là xin bà chết thì ai ở. Để khỏe để ở nhá. Ban đầu thì mình chỉ định sửa lại cái căn phòng cũ của bà mình thôi, nhưng mà mình thấy là những cái công trình phụ xung quanh của nó cũng cũ quá rồi và nó không còn được chắc chắn nữa, cho nên là mình cũng quyết định là phá và xây lại luôn. Như căn bếp này thì nhà mình vẫn đang sử dụng thường xuyên và đã được xây dựng từ cách đây hơn 30 năm rồi theo như lời kể của ông bà mình. Rồi cái căn phòng của bà mình nữa, nó cực kỳ là nó đổ nát luôn, ẩm mốc rồi chuột mối, mưa còn dột nữa. Vậy nên là mình nghĩ đã đến lúc mình cần phải làm một cái gì đấy để cho ông bà mình sử dụng khi mà ông bà mình đang ở một cái độ tuổi sức khỏe không còn được tốt nữa. Ông bà mình thì nuôi mình từ lúc mình lọt lòng và ở với mình cho tới bây giờ, cho nên là mình nghĩ cái việc này là mình cũng nên làm và mình thực sự cảm thấy hạnh phúc khi mà mình được làm cái chuyện đấy. Mọi người cùng chờ đón cái thành quả này cùng mình và xem là cái ngôi nhà này có đẹp không nhá.